Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 2 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hơn 2.000 thanh niên ưu tú của tỉnh Hưng Yên đã chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ công an nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng quân khu 3 và lãnh đạo tỉnh đã đến dự động viên tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Lễ hội đền Đa Hòa và Dạ Trạch là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đẩy mạnh đưa khách du lịch về Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hơn 2.000 thanh niên ưu tú của tỉnh Hưng Yên đã chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ công an nhân dân. Tại nhà văn hóa huyện Yên Mỹ đã trọng thể diễn ra lễ giao nhận quân năm 2023. Tới sự và động viên, các tân binh có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên. Năm nay, huyện Yên Mỹ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 239 thanh niên của 17 xã thị trấn lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 210 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 29 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các đầu mối nhận quân là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu, Trường quân sự Quân đoàn 2, Đoàn nghi lễ quân đội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Công an. Qua quá trình sơ tuyển khám tuyển đã lựa chọn được các tân binh đảm bảo sức khỏe, trình độ, phẩm chất chính trị để bàn giao cho các đơn vị. Yên Mỹ cũng là huyện có số tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ nhiều nhất tỉnh với 27 thanh niên. Gần 130 tân binh có sức khỏe loại 1, 18 người có trình độ đại học. Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, ngắn gọn và đầy khí thế, hăng hái của ngày hội tòng quân. Tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tặng hoa chúc mừng và căn dặn các tân binh phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, phẩm chất cao quý của anh bộ đội Cụ Hồ, ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Rèn luyện, chiến đấu, đạt nhiều thành tích xuất sắc nhé. Rồi, phát huy niềm tự hào của người con Hưng Yên, quê hương Yên Mỹ, cách mạng và anh hùng. Chúc cháu thành công. Sau giây phút thiêng liêng bước lên cầu vinh quang cùng sự động viên của các đồng chí lãnh đạo, 239 tân binh huyện Yên Mỹ lên đường về đơn vị nhận nhiệm vụ. Tại huyện Ân Thi, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến, chủ nhiệm chính trị quân khu 3 đã về dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Năm 2023, huyện Ân Thi có 240 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 205 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, 35 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân được giao về 6 đơn vị là Lữ đoàn 144, Tổng cục 2, Đoàn nghi lễ quân đội thuộc Bộ Tổng tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên và Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Chất lượng quân của huyện đạt tiêu chuẩn cao trên cả 3 phương diện, sức khỏe, văn hóa và phẩm chất chính trị. Đáng chú ý, huyện Ân Thi có 119 tân binh đã được học cảm tình đảng, 7 tân binh có trình độ cao đẳng đại học, 6 tân binh tình nguyện viết đơn xin lên đường nhập ngũ. Trước thời khắc tân binh lên đường về đơn vị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản cùng các đại biểu lãnh đạo huyện Ân Thi đã tặng hoa động viên và căn dặn các tân binh yên tâm bảo vệ Tổ quốc. Cố gắng là lên đấy là rèn luyện nhé, đúng quy định của quân sự nhé, và đóng góp nhiều công sức về đóng góp xây dựng địa phương. Buổi giao nhận quân ở huyện Ân Thi diễn ra nhanh gọn, an toàn, đúng thời gian quy định. Dự lễ giao nhận quân tại thành phố Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2023, thành phố Hưng Yên có 181 tân binh lên đường nhập ngũ và 4 đơn vị nhận quân, gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu, Lữ đoàn 164, Quân đoàn 2 và 29 nam thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, có 11 tân binh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Chất lượng tân binh được đánh giá khá đồng đều, 100% có sức khỏe tốt, đa số thanh niên đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến đơn vị nhận quân thì cố gắng rèn luyện bản thân,
để hoàn thành tốt nhiệm vụ xứng đáng là anh bộ đội Cụ Hồ, để sau tiếp tục ta về ta lại xây dựng quê hương đất nước địa phương, luôn luôn chào đón các cháu khi các cháu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trở về. Lễ giao nhận quân tại thành phố được hoàn tất trong không khí tưng bừng phấn khởi đúng kế hoạch. Cùng với huyện Yên Mỹ, Ân Thi và thành phố Hưng Yên, các huyện thị xã trong tỉnh cũng đã trọng thể tổ chức lễ giao nhận quân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ, bảo đảm các yêu cầu kế hoạch đề ra, ghi nhận của các phóng viên thời sự tại các địa phương. Dự lễ tổng quân tại huyện Văn Giang có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Lê Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Năm nay toàn huyện có 180 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 160 tân binh nghĩa vụ quân sự, 20 tân binh nghĩa vụ công an. Có 47 tân binh đã tốt nghiệp đại học cao đẳng và còn lại đều tốt nghiệp trung học phổ thông. Để hoàn thành 100% chỉ tiêu đảm bảo chất lượng công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã căn cứ vào tình hình của mỗi địa phương theo mật độ dân số để giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn. Ngay từ cái buổi sơ tuyển là chúng tôi đã đạt 100% trong buổi sáng. Và cái buổi khám tuyển thì chúng tôi cũng đã đạt 100%. Dự buổi lễ giao nhận quân tại huyện Tiên Lữ, các đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, huyện Tiên Lữ đã bàn giao đủ số tân binh theo kế hoạch tỉnh giao với 177 tân binh cho 5 đơn vị nhận quân gồm Sư đoàn 325 Quân đoàn 2, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, Đoàn Nghi lễ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Hưng Yên. Theo đánh giá từ các đơn vị nhận quân, mặc dù số quân năm nay tăng 14 tân binh so với năm trước, nhưng với nỗ lực của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ huyện xuống các xã, thị trấn, nên huyện Tiên Lữ năm nay vừa đảm bảo số lượng và chất lượng quân. Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 52%, đại học và cao đẳng đạt gần 20%, trình độ học vấn cao hơn hẳn những năm trước. Đối với tôi, trưởng đoàn công tác của Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 Quân đoàn 2, tôi đánh giá năm nay tuyển chọn chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023 của địa phương là tốt, một năm có chất lượng tương đối cao. Dự lễ giao quân ở huyện Khoái Châu có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Năm 2023, huyện Khoái Châu có 300 tân binh nhập ngũ, trong đó có 260 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự được biên chế về các đơn vị Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 Quân đoàn 2, Lữ đoàn 114, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 40 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, có 15 tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hôm nay là một buổi sáng khá đặc biệt với em ạ. Cảm xúc thì nó là bồi hồi, xen lẫn với cả những, nói chung là cái sự tự hào của bản thân của mình đã được phục vụ cho tổ quốc của mình. 2 năm tới em sẽ cố gắng quyết tâm và hoàn thành nhiệm vụ của quân đội, nhà nước giao cho em. Khi đến đây thì em đã được ba mẹ và đặc biệt mẹ em thì đã cho em những lời khuyên và em cũng đã có những quyết tâm của riêng mình, đấy là hoàn thành trong thời gian tới sẽ là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Buổi lễ giao nhận quân tại huyện Khoái Châu diễn ra ngắn gọn và trang trọng. Dự lễ giao nhận quân và động viên tân binh tại huyện Kim Động có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm nay, huyện Kim Động giao 217 công dân ưu tú về 3 đơn vị quân đội gồm Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, Trung đoàn 95 Sư đoàn 325 Quân đoàn 2, Bộ Chỉ huy Quân sự và 1 đơn vị thuộc Bộ Công an. Chất lượng tân binh của huyện được đánh giá cao, trong đó có 9 công dân tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và 13 công dân có trình độ đại học. Sau khi tốt nghiệp thì là em đã quyết định là lên đường nhập ngũ và khoác lên trên mình chiếc áo lính mà mình đã từng mong ước. Em đã sẵn sàng và quyết tâm đã lên đường nhập ngũ để hoàn thành hết mọi nhiệm vụ được giao. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh huyện đã phát biểu động viên giao nhiệm vụ cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Chúc các tân binh quyết tâm rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dự lễ giao quân tại thị xã Mỹ Hào có các đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2023, thị xã Mỹ Hào được giao tuyển gọi 190 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 23 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại Bộ Công an.
được giao cho các đầu mối nhận quân là Quân khu 3, Quân đoàn 2, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Lăng và Bộ Công an. Nhờ làm tốt quy trình tuyển chọn ngay từ bước đầu nên đảm bảo 100% thanh niên giao cho các đơn vị đều là những đoàn viên ưu tú tiêu biểu nhất. 20 thanh niên có trình độ đại học, 6 thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, 7 thanh niên còn đảng viên, 100 thanh niên được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về đảng, tuyển trước khi nhập ngũ. Chúc tất cả các bạn là luôn giữ gìn sức khỏe và phát huy truyền thống quê hương mỹ hào anh hùng, truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà quân đội và quê hương giao cho. Buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, đúng nghi lễ an toàn, đúng 9 giờ. Các tân binh lên xe về đơn vị mới trong niềm vui, hân hoan, phấn khởi. Dự lễ giao nhận quân tại huyện Phù Cừ có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, huyện Phù Cừ có 171 thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Nhờ chủ động làm tốt công tác tuyển chọn nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay đảm bảo chất lượng, có sức khỏe tốt, trình độ học vấn và tư tưởng thanh niên vững vàng. Chị Đỗ Thị Vân, mẹ tân binh Trần Huy Hoàng luôn động viên tin tưởng các tân binh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ. Mong muốn là các cháu lên đường nhập ngũ hoàn thành tốt cái nghĩa vụ của mình, đấu là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với lại Tổ quốc. Cũng mong làm sao là các cháu vào trong đấy là đoàn kết, yêu thương, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau học tập. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, trách nhiệm với quê hương, các tân binh huyện Phù Cừ hăng hái lên đường nhập ngũ và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để rèn luyện và học tập, quyết tâm với ý chí cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tới dự lễ giao nhận quân tại huyện Văn Lâm, các đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2023, huyện Văn Lâm đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trong đó, có 160 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 20 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Cụ thể, theo phân bổ giao cho các đơn vị gồm Quân đoàn 2, Bộ Tư lệnh Lăng, Bộ Tổng tham mưu và Quân khu 3. Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nên chất lượng công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của huyện Văn Lâm năm nay cao hơn so với năm 2022, nhất là về sức khỏe, trình độ học vấn. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là công điện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc biểu dương cán bộ nhân dân và lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố giao nhận quân năm 2023. Kính gửi Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân, huyện, thị xã, thành phố, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao gọi công dân nhập ngũ năm 2023, phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023. Quyết định số 174 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023. Các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện đầy đủ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn theo đúng sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, kế hoạch hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các ban ngành đoàn thể tỉnh. Ngày 6 tháng 2 năm 2023, tổ chức lễ giao nhận quân trang nghiêm, trọng thể, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đến 8 giờ 35 phút, toàn tỉnh đã giao đủ 1.800 công dân cho các đơn vị quân đội, 275 công dân ở các đơn vị công an nhân dân, đảm bảo an toàn, tuyệt đối và đúng luật định. Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương cán bộ, nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đã góp phần tích cực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm, phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 đạt chất lượng tốt hơn. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Trần Quốc Văn. Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Đền Đa Hòa và lễ hội Đền Hóa Dạ Trạch của tỉnh Hưng Yên.
Lễ hội Đền Đa Hòa diễn ra ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, cứ 3 năm một lần tổ chức lễ hội tổng vễ với sự tham gia của xã Bế Sở, huyện Văn Giang, lễ hội Đền Hóa Dạ Trạch ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu. Hai lễ hội này thường được gọi là lễ hội Chư Đồng Tử Tiên Dung, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ tôn vinh công lao của Đức Thánh Chử Đồng Tử cùng nhị vị phu nhân đã có công mở mang bờ cõi, cứu nhân độ thế. Đây là một trong 16 lễ hội lớn nhất cả nước, mang giá trị văn hóa sâu sắc, thể hiện sinh động đời sống của người Việt cổ vùng đồng bằng sông Hồng trong việc khai phá đầm lầy, phù sa ven sông Hồng từ hàng ngàn năm về trước. Lễ hội còn bảo lưu được nhiều nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là nghi thức rước kiệu và rước nước từ sông Hồng về đền Đa Hòa và đền Hóa Dạ Trạch. Tính đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có 4 lễ hội truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hưng Yên kết hợp với các công ty du lịch lữ hành đẩy mạnh đưa khách du lịch về với Hưng Yên. Và đây là tín hiệu vui đối với ngành du lịch Hưng Yên sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Từ sau Tết Nguyên đán, đã có nhiều đoàn khách du lịch đến Hưng Yên để tham quan chiêm bái. Hàng tuần có từ 3 đến 6 tour tham quan đền Chư Đồng Tử Tiên Dung ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu với số lượng khách từ 80 đến 120 người mỗi tour. Bên cạnh khách nội địa thì nhiều du khách nước ngoài đã lựa chọn Hưng Yên để đi du lịch đầu năm. Đây là lần đầu tiên tôi đến với du lịch Hưng Yên. Tôi rất ấn tượng với sự hiếu khách và các đặc sản của Hưng Yên. Tôi đã nếm thử món lòng nhãn rất ngon. Ngoài ra, ở đây có nhiều di tích cổ kính và nhất định tôi sẽ quay trở lại Hưng Yên nhiều lần nữa. Hôm nay về thăm đến Chư Đồng Tử thì được nghe giới thiệu một lần nữa về lịch sử cũng như là ý nghĩa của đền, của các vị thánh thì làm cho chúng tôi cảm thấy rất là tự hào về đất và con người Việt Nam nói chung và đặc biệt là về Hưng Yên nói riêng. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hưng Yên tổ chức phương án đón khách du lịch an toàn, tăng cường quảng bá điểm đến và các đặc sản nổi tiếng của Hưng Yên. Trong năm nay, các công ty lữ hành sẽ duy trì tần suất mỗi tuần từ 3 đến 5 chuyến tàu du lịch xuôi dọc sông Hồng, kết nối các điểm di tích làng nghề của Hưng Yên. Bên cạnh đó, ngành du lịch mở thêm các tour du lịch văn hóa tâm linh và trải nghiệm làng nghề truyền thống để thu hút khách du lịch về với Hưng Yên. Năm 2023 này khi mà du lịch hoàn toàn hồi phục thì chúng tôi cũng có những cái kế hoạch để đưa khách về nhiều điểm tham quan hơn, bởi vì Hưng Yên là một nơi mà có rất nhiều di tích và chúng ta sẽ quảng bá được nhiều hình ảnh của Hưng Yên đối với cả các chương trình trong cái tour du lịch sông Hồng. Tập trung chuẩn bị các cái điều kiện từ vệ sinh, công tác vệ sinh môi trường đến cái công tác an ninh trật tự rồi đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp, và khi mà khách du lịch đến thì chúng ta đẩy mạnh cái công tác quảng bá xúc tiến tại các cái điểm nữa. Sự phối hợp hiệu quả giữa ngành du lịch và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cộng với chú trọng đến công tác xúc tiến quảng bá sẽ góp phần làm cho du lịch Hưng Yên khai thác được những thế mạnh, phấn đấu đón khoảng 800.000 khách du lịch trong năm nay. Khoảng một tuần nay, thời tiết bước vào giai đoạn nồm ẩm. Độ ẩm trong không khí cao, bên cạnh ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, đi lại của người dân, thì độ ẩm trong không khí quá cao là điều kiện virus vi khuẩn sinh sôi, phát triển, khiến cho nhiều trẻ em và người già đổ bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, những ngày này thường có từ 600 đến 800 lượt bệnh nhân đến thăm khám, tăng 20% so với những ngày thời tiết chưa xuất hiện nồm ẩm. Gần như các giường bệnh chật kín. Do lượng trẻ em và người già nhập viện tăng cao hơn so với trước đó, từ 10 đến 20%. Độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để các virus vi khuẩn nấm mốc phát triển, dẫn đến nguy cơ người già và trẻ em mắc các bệnh, đặc biệt là các chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm tiểu phế quản, hen phế quản, viêm mũi dị ứng, suy hô hấp, các bệnh liên quan về đường tiêu hóa. Sự thay đổi của thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm đã tác động rất nhiều đến sức khỏe của người dân, trong đó đặc biệt là trẻ em và người già, làm suy giảm sức chống đỡ, từ đó tạo cơ hội cho các bệnh bùng phát. Chính vì vậy mà mọi người cần có những kiến thức cơ bản phòng tránh cho người thân. Thời tiết nồm ẩm mưa phùn tạo điều kiện thuận lợi cho những cái virus vi khuẩn gây bệnh đối với chúng ta, thì chúng ta phải có những cái biện pháp để phòng. Thứ nhất là chúng ta đảm bảo cái môi trường phải sạch sẽ, thoáng mát. Cái thứ hai nữa là cái chế độ ăn là phải đầy đủ dinh dưỡng.
bù đủ nước, vệ sinh tay chân. Thứ ba nữa đó là phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc đi ra ngoài. Chế độ tập luyện thể dục thể thao nó thường xuyên và nó phù hợp với cái thể trạng và cái nhóm bệnh của từng người. Và một cái phương án đặc biệt quan trọng, mà hết sức quan trọng để chúng ta phòng bệnh chủ động, đấy là chúng ta phải tiêm phòng.